Thì để ra xe rồi tư vấn. Ông đừng nhiều chuyện làm im. Dạ. Bước gần phóng hết rồi đó hả? Cũng rất chi là này nó mấy hai cười cấm cười như vậy càng cấm nó càng phải cười thôi. To đây cả hai con đúng mà thở ghê nữa vậy. Thở gấp vậy mày. Thở gấp tí. Nó cấm cười mà nó toàn nhịn cười mà nè. Tội nhỏ gồng. Facebook mà sợ bị tư trường được sáng. Thì mình đừng ngủ ngáy nha cô. Nhổ này vậy ngủ ngáy lắm. Bữa sau nó hậu quay quay à hậu quay đúng rồi nằm mụn mà mụn bọc mà ngủ làm đấy đó mà ơi mà mình tất cử nó hậu cười khạc khạc luôn mà không không khách không khách khác ý là mụn mụn bọc á hay mụn máu mụn mũ á mụn
bụng to rất đó, mà nghĩ hắn khò. Cái này khó bụi nhiều quá là bụng lên. Chắc đợt này ông để dành cho mình. Đợt trước không thấy rồi hết. Cái này là để mấy tháng rồi đó. Để làm clip tiểu view. Đây. Mấy phút rồi? Hết nữa đi. Nhà bên này hình như còn. Thank you.